Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu một mẫu xe được đánh giá là thuộc hàng hiếm trên thị trường Việt Nam hiện tại. Đó chính là mẫu xe Mini, hay còn gọi là Mini Countryman S. Và mẫu xe này được sản xuất năm 2014. Trong video clip sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất là sẽ giới thiệu sơ qua về mẫu xe này. Phần thứ hai là sẽ đánh giá về chất lượng của nó cụ thể ra sao. Phần thứ ba thì sẽ trao đổi về chính sách trả góp ngân hàng cụ thể thế nào, thì xin mời quý vị các bạn cùng đón nghe. Mini Countryman 2014 được Euro Auto nhập về và phân phối chính hãng tại Việt Nam vào cuối 2013. Giá bán mẫu xe này sau đó được công bố là 1,5 và 1,7 tỷ đồng cho hai phiên bản tiêu chuẩn và S. Thời điểm đó thì Countryman chính là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong số các dòng xe Mini. Đây được xem là mẫu xe có kích thước phù hợp dành cho gia đình. Tuy nhiên, do giá bán khá cao cộng với thương hiệu chưa quá quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt, thế nên Countryman có doanh số không mấy ấn tượng tại Việt Nam. Những khách hàng của Mini thường là nhóm người trẻ, hiện đại và thành đạt. Tuy nhiên, với tầm tiền đó thì có quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn Countryman. Thời điểm hiện tại, Mini Countryman 2018 đang được Thaco phân phối ra thị trường với giá 1,75 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 2,2 tỷ đồng cho bản S ALL4. Về mặt thiết kế, Mini Countryman S sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt 4.109, 1.788 và 1.562mm. Thiết kế tổng thể vẫn theo ngôn ngữ truyền thống của hãng xe Anh Quốc. Ở đời 2014, phiên bản Countryman S có một số điểm khác biệt so với bản tiêu chuẩn, như lưới tản nhiệt dạng liên kết ma trận sơn tối màu, hốc hút gió trên cản làm từ kim loại mạ chrome, mâm xe là loại 8 chấu, đuôi xe nổi bật với đèn hậu dạng LED, hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng hai bên, dòng chữ Countryman nổi bật phía dưới logo. Ngoài ra, động cơ của xe cũng khác so với bản tiêu chuẩn. Mini Cooper Countryman S 2014 được trang bị động cơ dung tích xi lanh 1.598cc, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại 5.500 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 260 Nm tại 4.500 vòng 1 phút. Nhờ đó, Mini Cooper Countryman S chỉ mất 7,9 giây tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Là một mẫu xe cá tính giống những chiếc Mini khác, thế nên nội thất bên trong xe không giống bất kỳ dòng xe nào trên thị trường. Ghế ngồi thể thao được bọc da cao cấp, khâu chỉ màu trắng và gắn logo của Mini. Mặc dù có giá bán 1,7 tỷ khi mua mới, thế nhưng mà Countryman S cũng chỉ được trang bị ghế ngồi chỉnh cơ, cabin thiết kế đơn giản nhưng khá là phong cách. Vô lăng tròn, ba chấu bọc da, tích hợp một số phím chức năng hỗ trợ người lái. Phía sau là một đồng hồ tròn nhỏ hiển thị tốc độ điện tử, vòng tua dạng kim đi kèm màn hình nhỏ hiển thị odo. Đồng hồ này khá giống trên những chiếc xe máy. Trung tâm cabin là màn hình giải trí dạng tròn hiển thị màu. Điểm đặc biệt ở đồng hồ này là người nhìn có thể biết được tốc độ, dung tích bình nhiên liệu còn lại ngay tại đây. Phía dưới là loạt nút bấm chức năng khá đơn giản. Cửa gió điều hòa cũng có thiết kế dạng tròn. Ở khoang sau, Mini Countryman S có thiết kế 2+1 chỗ ngồi, vị trí để chân ở giữa tích hợp hai khay để đồ phù hợp với cốc hoặc chai nước. Người ngồi hai bên cũng có thể thêm tựa tay ở giữa. Ghế ngồi bọc da màu nâu cà phê, chỉ khâu nổi màu trắng. Một số trang bị an toàn nổi bật trên xe gồm có chống bó cứng phanh ABS, hệ thống điều chỉnh phanh khi vào cua CBC, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử DSC. Chúng ta sẽ đến với cái phần thứ hai là sẽ giới thiệu sơ qua về cái chất lượng của nó thì cụ thể như thế nào sau tới 5 năm sử dụng. Và mẫu xe này thì đương nhiên rồi được nhập khẩu nguyên chiếc, và quý vị các bạn có thể thấy thì thuộc dòng xe Mini. Khác với lại cái dòng xe Mini Cooper thì nó mang tính chất điệu đà hơn, thì cái dòng Countryman này nó mang dáng dấp của một người đàn ông cơ bắp khỏe khoắn và rất là nam tính. Cũng giống như rất nhiều những cái video clip trước thì tôi cũng có chia sẻ đến cho quý vị các bạn cái cách để có thể nhận biết được những mẫu xe bị tai nạn hay không, hoặc là xe bị đâm đụng ngập nước hay không. Thì các bạn cũng có thể thấy thì camera có thể nhìn và quan sát kỹ càng hơn ở cái mẫu xe này. Camera có thể hướng tới những cái đường nét keo chỉ, rồi những cái chi tiết hàn đính hoặc những lỗ tròn, lỗ vuông gia công cơ khí để quý vị các bạn có thể tự nhận ra rằng là xe có đâm đụng hay tai nạn hay va quệt gì đó hay không, đúng không ạ? Vâng. Sở dĩ tại sao chúng tôi hay xây dựng một những cái video clip để có thể mang đến cho quý khách hàng, quý vị khán giả những cái chất lượng, tức là hình ảnh chất lượng nhất, cũng như là chúng ta có thể dễ dàng quan sát nhất mà không cần phải đến với showroom, đúng không ạ? Không cần phải đến showroom.
Bên tay bên phải của chúng ta cũng có thể quan sát được cái xương tai xe hai bên, xương tai xe bên trái, xương tai xe bên phải. Thực ra thì để mà xét về cái khía cạnh xe có bị tai nạn, đâm đụng hay không thì nó rất là tương đối, bởi vì nếu trong trường hợp mà xe bị va quyệt nhẹ bằng xe máy thì người ta không tính đến gọi là giai đoạn là bị tai nạn. Còn nếu trong trường hợp mà xe bị đâm va trực tiếp mà giữa hai ô tô với nhau thì và ảnh hưởng vào đến chassis thì chắc chắn là xe đấy thì quý các bạn không nên mua, đúng không ạ? Còn cái việc mà sơn xi gò hàn bên này thì bên tay phải nhé, bát bèo này, rồi những cái chi tiết hàn đính này, các bạn cũng có thể phải quan sát rất là kỹ càng, đúng không ạ? Rồi đặc biệt hơn nữa chúng ta sẽ sâu hơn về cái giằng đầu, chi tiết giằng đầu này. Đấy, xem nó có vấn đề gì bất thường hay không, đúng không ạ? Rồi cả hệ thống đèn pha hai bên cũng là một trong những cái căn cứ để chúng ta có thể kiểm tra kỹ càng hơn. Sở hữu dòng xe Mini này thì thường là những người rất là khá tính, không phải ai cũng mong muốn là sở hữu dòng xe này, bởi vì cái tính chất nhỏ gọn ở trong thành phố và đặc biệt là không gian nội thất thì so với cái dòng Mini hay còn gọi là Mini Cooper thì nó rất là nhỏ. Còn dòng xe này thì nó đã không làm cho quý vị và các bạn phải thất vọng, bởi vì cái không gian nội thất của dòng xe Mini, đặc biệt là phiên bản Countryman này, phiên bản Countryman S này, nó có cái không gian nội thất rất rộng. Thì tí nữa, lát nữa chúng ta sẽ vào kiểm tra sau. Chúng ta sẽ đến với cái động cơ trước. Động cơ thì bất kỳ một dòng xe nào và bất kỳ một khách hàng nào mua xe đã qua sử dụng thì cũng nên quan tâm đến cái vấn đề động cơ đã bị có bị ngập nước cổ máy hay không. Bởi vì nếu trong trường hợp mà xe bị ngập nước cổ máy thì tốt nhất là các bạn không nên mua. Vậy thì nhận biết cái xe ngập nước cổ máy bằng cách nào? Các bạn có thể dựa vào những cái bu lông để bắt chân máy, hay là bu lông để bắt máy để máy phát, cũng như là bu lông ở bắt cổ xả thì xem nó có tháo hại hay chưa, đúng không ạ? Đây là xe này để cổ xả khô để khu vực phía trước nhé, còn đây là cổ hút ở phía sau này. Đấy, nó có bị tháo hay nó bị trần gen hay không thì chứng tỏ là xe bị tháo hạ rồi, đúng không ạ? Và hiện tại khi mà xe đã mua về đến với showroom khá nổi tiếng thì chúng ta cũng không phải lo rằng là nó bị có vấn đề gì bất thường, đúng không ạ? Có một cái điều này tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn, đó là cái lốp xe. Thì lốp xe này được sản xuất năm 2013, tức là lốp xe đã vẫn là lốp theo xe ngay từ đầu. Đối với những người đam mê xe ô tô, đặc biệt là dòng xe Mini này, thì thông thường họ dành, họ ưu tiên cho cái việc cho xe này là xe đi trong thành phố. Còn nhà họ thì thông thường họ sẽ có rất nhiều xe, trong đó có những xe chuyên để đi công tác ở tỉnh, còn những xe này chủ yếu là đi chơi là chính thôi, đi chơi, đi chợ hoặc là đi cà phê, cà phá là chính thôi. Bởi vì đối với lại thị trường Việt Nam ấy, thì chắc chắn là những ai mà sở hữu dòng xe này thực sự là những người rất là chất chơi và những người có rất nhiều điều kiện. Toàn bộ 4 lốp xe thì vẫn còn sản xuất năm 2013 các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát cái khu vực cửa trước và cửa sau bên phải thì cũng cho những cái kết quả tương tự như những video clip trước chúng tôi đã từng xây dựng cho các bạn để có thể phân biệt được là xe có bị tai nạn hay không. Nhờ camera quan sát có thể kỹ càng hơn và các bạn có thể quan tâm cũng như theo dõi. Các bạn có thể thấy thì cái không gian khoang hành lý của dòng xe này được đánh giá là khá rộng rãi. Mặc dù là xe được thiết kế cho việc đi trong thành phố, nhưng không gian khoang hành lý cũng đã được thiết kế khá là rộng, đúng không? Khá là rộng và có thể chứa được khá là nhiều đồ đạc. Tương tự như thế thì chúng ta có thể đến với cái cửa sau bên trái và cửa trước bên trái, và các bạn có thể quan sát kỹ càng hơn với những đường nét cao chỉ đến những cái chi tiết liên quan đến chi tiết hàn đính và những cái chi tiết ví dụ như tắp pi cửa chẳng hạn. Đấy. Rồi chúng ta vào đến cái không gian khoang nội thất nhé, khoang nội thất. Chúng ta sẽ đến cái không gian khoang nội thất các bạn nhé. Toàn bộ
vô lăng lái, rồi đồng hồ đo vòng tua, đồng hồ đo tốc độ, cũng như là màn hình hiển thị phía màn hình trung tâm ấy, ở tắp đô ấy, thì được thiết kế nó rất giống, nó thiết kế hình tròn nó rất giống với những động cơ của máy bay, rất giống những động cơ máy bay, một cái kiến trúc rất là, một cái thiết kế nó rất đặc biệt của dòng xe đến từ châu Âu này. Các bạn có thể thấy ạ, toàn bộ được thiết kế bao gồm bởi rất nhiều những cái hình tròn và nó rất giống với những cái động cơ của máy bay nhé. Rất hay đúng không ạ? Thậm chí là cái chi tiết chỉnh ghế như thế đều được thiết kế với những chi tiết hình tròn, rất là tiện dụng đúng không ạ? Nó khác hẳn với lại những cái dòng xe khác đến từ Nhật Bản, đến từ Hàn Quốc đúng không? Các bạn có thể thấy thì đối với không gian nội thất này thì so với cái dòng xe Mini Cooper ấy, thì được đánh giá là dịu dàng, duyên dáng, nhưng cái không gian nội thất nó khá là hẹp. Nhưng sang cái phiên bản Countryman S này thì cái không gian nội thất đấy cực kỳ rộng rãi, ta có thể chở cả gia đình đi mà không cảm thấy nó bị khó chịu đúng không ạ? Không thể cảm thấy khó chịu. Xe này toàn bộ được đấy chi tiết bọc da, rồi với những điều chỉnh khâu tinh tế và được phục vụ họ giữ gìn rất là tốt. Mặc dù là xe sản xuất năm 2014 thôi, nhưng xe mới đi được có 26.000 km các bạn nhé, có được 26.000 km và toàn bộ cả bìa lốp thì chưa được thay thế đấy. Và chứng tỏ được một điều rằng là xe này thì được chủ họ rất ưu ái và chủ yếu để trong gara, cũng như là để gần như là không đi đến nhiều, bởi vì họ đi trong thành phố hoặc đi chợ mà thôi các bạn nhé. Ok, về vấn đề giá bán thì các bạn có thể liên hệ, nếu các bạn thực sự muốn quan tâm đến dòng xe này thì có thể gọi điện cho hotline của chúng tôi để trao đổi về vấn đề giá bán, chào bán cũng như là giá thực tế các bạn nhé. Còn hiện tại thì các ngân hàng thương mại cổ phần thì vẫn có thể hỗ trợ các bạn khoảng tầm từ 70, tức là 65-70%, và các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 200-260 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Và nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị, và các bạn hãy like đăng ký kênh để có cơ hội để phục vụ quý vị và các bạn nhiều nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc sức khỏe các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.